Rồi, đầu video á, từ sang Bắc á, cũng gửi lời yêu thương và lời chúc sức khỏe đến cô dì, chú bác á, anh chị và các bạn gần xa, và cùng các anh đồng nghiệp á, cũng làm ăn được nhiều thành công và trong công việc nha. Thì ngày hôm nay á, tiếp tục á, là đi cuốn mấy cái lò lương nữa cô chú anh chị, chứ ngoài ra không có gì khác nữa. Thì hai anh em mình mới tới điểm nè cô chú anh chị. Cũng điểm này á, thì nó có ba cái thôi. Đàn em đây cô chú anh chị ơi. Chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị và các anh em đồng nghiệp gần xa, các bạn đang theo dõi á, được nhiều sức khỏe nha. Rồi, ngay những cái là lương đây, có lương khủng đây nè. Hugo của chú anh chị. Rồi hai anh em mới tới đây cô chú anh chị. Rồi để vô thăm thử nha. Cưng qua cưng thăm bản đi. Đây nè. Khui hàng đi. Vô khui khủng. Dở lên đồ mini không chịu qua. Chịu qua thấy gì không? một xe ống thấy không? Thấy chưa? Đi qua cưng đó một cái nữa phải không? Để một xe ống rồi mà. Ướt nhẹp hả? U queo chừng có à. Rồi, đứt con chuột để mình tới mình nghe cô chú anh chị. Im, mương này đúng là im nè. Em nó khui nha. Hai cái đầu tiên chất ngoạc tới mình khui cái đầu tiên rồi sao đây, dưới này nó không có, mình dễ anh có của chú anh chị. Khui rồi chất ngoạc luôn. Rồi, không có anh cô chú anh chị, để anh em mình thăm tiếp nha. Đừng nên ăn cái đầu bán con trâu, nó là vậy đó. Rồi cô chú anh chị ơi, vô đây thăm hai ba cái nha cô chú anh chị, hai cái, người em hai cái là bốn cái. Hồi nãy vô vườn của con chú thăm đó cô chú anh chị, cũng được hai con đây nè. Hai con cũng được với hai con cua. Đó mà nhân vô đó ông chú ông cho quay phim nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị cũng thông cảm nha. À, ông chú ông nuôi này nuôi kia đồ nhiều quá. Rồi ông cho quay phim. Rồi. Có không? Bự không? Khủng long hay gì? Ui ôi. Đục ngầu luôn á. Đục ngầu luôn hả? Rồi để anh thăm cái này thử coi. Để đi họ ra review con vô thăm cái bỏ đó đi, vô thăm cái trống đi. Mình đem cái này cho chú anh chị. Cái này nước cạn quá chắc không có quá. Thiệt mình chẳng theo. Cạn khô à. Để anh quan tìm cúng cái bên kia nữa. Cạn queo mà, của chú anh chị. Đây nè. Tính nước vô mà nước không có vô. Nghe nó đóng một cái nửa ký à. Thăm cái này nữa coi. Cuốn. Mít. Ây da. Đặt cái này chắc chết nữa không á. Có không? Khui. Trời ơi, đừng con nhỏ xíu mà. Hai con cua. Có không Cảnh? Trời ơi, trúng nữa. Cô chú anh chị đã đặt hai cái. Bển ngập luôn rồi. Ra ngoài đi. Hết biết rồi. Bành cá nóc nữa.
ký không? Hả? Ôi trời. Hẻo luôn. Nè. Cũng hai con. Này hai con nữa nè. Con được con. Cũng lông con đó 5 lạng, 4 lạng, 5 lạng, 4 lạng. 4 lạng. Rồi con này 3 lạng. Lạng, con này 2 lạng nữa, nửa ký. Này xa bố cả nửa ký nữa. Nửa ký nữa. Hai là 1 ký. Hai cái 1 ký luôn. Hết biết rồi. Để cho xem muối qua đi. Con hả? Còn còn nhiêu xíu à? Ôi à. Rồi, để đổ vô hai anh em đi thăm tiếp nữa cô chú anh chị. Hiểu luôn trời. Quá trời. Quá trời đã. Rồi cô chú anh chị ơi, tới điểm thăm đó nha cô chú anh chị. Vô dở đi. Khó không? Ngập không? Đóng gì? Đóng gì? Đóng sình hả? Hai con. Ê dính mãi dính mãi. Hai con của chú không chị? Thấy chưa? Rồi đổ mạnh luôn đi. Dính nó đặt mà không tin. Không tin hả? Vô mấy khu bộ của ông bà đây nè của chú không chị? Đặt. Đặt thôi nhưng đâu có phá tán gì đâu. Cặp như của chú anh chị. Rồi vậy, vậy cũng ngon rồi. Tính không có còn chứ. Rồi để hai anh em mình đi qua bên kia thăm nữa của chú anh chị. Để qua tới thì bật máy lên ha. Để đi nó mất thời gian rất là nhiều. Đây em mới xuống nó thăm cái đó. Sao trời mưa. Chuyển mưa. Có không? Cua không hả? Để anh qua đây em dở đây một cái. Như này. Ở khu này có thì có lý nha cô chú anh chị. Không có thất hay bà luôn. Ui. Có không? Trời ơi cua không mà trời. Không có luôn cánh. Ừ. Đi lại con này. Im quá trời im. Dở đầu trước. Có ngại đi. Anh cái nắng không có rồi đó. Cưng cái này có mấy đỉnh nè. Đứt luôn hả? Rồi. Mất bùa luôn rồi. Bắt cua, bắt cua. Đi, bỏ ra đi. Hả? Ừ. Trời im không nè. Có không? Trời ơi. lại kệ có ăn không sao trời chỉ mưa mịt mù té một cái quần này của chú anh chị nè gạch thấy cái là đủ ối hàng liền im quá không có ha. Rồi để đi với bánh nữa bỏ nó đi như bên kia ha. Ừ. Trước đây. Bỏ dép đây mẹ nó cho rồi đây lộ nó cái trơn cái trợt
bún nè. Hả? Ừ. Có nhỏ tít hả? Đây là khu này xong rồi ha. Kệ có ăn không? Lãng lãng nhiều con, cưng lại thăm cái kia anh qua anh thăm cái này coi. Khu này có không? Con lãng lãng không. Cảnh đặt đầu đẳng không có, đầu này mình không có luôn quá. Rồi. Hé lên thấy không có rồi. Không có luôn cái chứ. Im quá. Không có, phải chịu thôi. Rồi mục tiêu rồi ta. Mương im thấy ghê luôn. Lội đâu có đặt bến hai ba cái gì nữa mà. Mình im im không có không? Hai con nhỏ không? Không có không? Không, cái mà không có. Thôi cái ba con. Đấy, được rồi. Điều điều không ha, nhưng điều điều không. Lặng mấy không? Đi, đi qua kia thăm đi chút đổ. Đi, bỏ ra cho đi. Nhưng quan đặt đây hay vậy? Ừ. Có không? Có đặt đây không? Con nữa. Cái nào cũng con chứ hả? Ừ. Ở điệu điệu không? Điệu không à? Dính dính đường khủng khủng mà điệu điệu cũng lo. Ừ. Mỗi cái mỗi dính nào không dính chứ. Đây một cái nè. Thử là có không? Tức cái mình quá. Không cần vô nhỏ anh. Khui. Ờ, đúng là đều không cánh này. Ở đây lưng lứa. Không lưng nái đâu ha. Ừ. Lưng nái chắc bị rồi quá. Lưng nái cưng có đặt bánh không? Không. Giờ lội qua anh đây bắt. Cưng có đặt nắng không? Em rõ cho nắng vậy. Biết cái đó không? Ừ. Qua đây thăm đây nè cô chú. Ủa mấy cái mương vậy nè. Ủng ủng ủng. Trời đứt vỏ gì rồi. Có không? Y gan vậy nữa hả? Trúng. Trúng luồng. Trúng luồng mini á cô chú. Mương này nguyên cái đầm đây nè. Ôi ơi, được con. Cũng được được nè. Hả? Bự hơn chút. Rồi, chú anh chị ơi. Đi qua đây mỗi cái nè, mỗi dính. Rồi để anh em mình đi là đẳng gom là đẳng đổ nha, cô chú anh chị. Rồi, để anh em mình đổ cô chú anh chị ơi. Anh em mình đâu 5 cái được 4 con. 5 cái được 4 con.
cũng được rồi ha, gửi đi. Bốn con. Lạng gửi ba lạng. Lạng gửi ba lạng, sáu lạng chứ. Con nhỏ. 600 gram. Mình bốn cái mà được ba con của chú anh chị. Không cái nữa. Mà được hai con có lý nè. Nè, con này có lý nè. Con này mới có lý dữ nè. Con này hai lạng à. Cái đó em dở. Khu vực im vậy mà không có kìa. Cái đó lẩu giữa mất ngon. Bởi như vậy đó mà. Bởi vì nhiều khi bự nằm giữa. Nhiều khi mình cũng lầm thấy bà ha. Đổ đi. Vô. Em. Này mà được trọng trọng nó ngon gì đâu. Cái con lúc. Này dở mình còn không còn dở thế mê. Hai ký chưa? Thật cái đó rồi ha. Hai ký ngoài vậy ha. Chưa đây. Chưa được đây. Chưa được hả? Hai ký 8, ký 7. Ừ. Rồi qua đó mà anh luôn ơi. Được hai con lận. Cưng dở một cái, anh dở một cái mà. Có cái ngoài kia dở ngon. Cái ngoài vô được hai con ha, ngon ha. Kệ vậy cũng còn hai cái trời. Ai? Em. Còn hai cái hả? Có con hai ba ta. Ba cái. Anh vô đây là em 11 cái đây 8 cái rồi, 10 cái. Nữa. Anh 10 cái ở ngoài kia cái. Vậy là hết 5 cái hả? Còn cái ở ngoài hành chánh nữa. Ở đây là anh 5 cái, 4 cái nè. 4 rồi kiên cái là 5. 5 vậy là anh còn 5 cái nữa hả? Phải không? Ừ. Khu này còn mình còn 5 cái nè cô chú anh chị. Rồi đổ vô rồi, hai anh em mình qua anh kia thăm tiếp nữa cô chú anh chị. Anh kia còn mấy cái bạn ạ. Rồi vô đây có mấy cái nữa, hết rồi cô chú anh chị. Mình còn cái lúc. Khủng không? Được hai con. Trời ơi, đơn giản hai con. Trời ơi, cái nè. Ngon lành. Qua đây lội đi. Đây nè cô chú anh chị. Khui. Rồi, đứt con chuột. Có không? Cua không cô chú anh chị. Còn này một cái. Đây nè. Đặt đây nè. Dính nước. Rồi. Khui. Được một con mini. Có không? Được một con nhỏ xíu. Xong. Để đây cô chú anh chị. Đi lần đắng thăm hai cái lần đắng. Vô chỗ dở này hai con ngon. Đơn giản ha. Rồi cưng đi ra cưng lấy hai cái lợn ra giùm nha. Ủa cưng đặt đây cái nữa cảnh dở chưa?
cũng cũng rồi nó cá nắng quá trời của chú ơi. Trời chứng mưa quay nó hình ảnh không đẹp không té luôn. Lơ lúng lẳng như thế. Khui. Rồi không có luôn. Cảnh đặt cái biển này không có là thấy rồi. Còn cái lúc không cảnh này. Tiêu. Dưới gốc dừa nhất giác cái cuối ơi. Mồi khu queo khui cũng viền không có cua không rồi để đi ra ngoài đổ của chú anh chị ơi nè. Rồi cô chú anh chị ơi, điểm này cái điểm còn một cái là cuối cùng cô chú anh chị. Cảnh nó cũng dở lò hết rồi, xong hết rồi. Anh em mình cũng dở xong hết rồi. Còn cái của mình nè. Mà cái này như chịu quan chuột cắn á, rồi không có đồ giá nhét nguyên cục cỏ vô luôn. Mà cái lợn ngay đây Cảnh nó đòi mua có 20.000 của chú anh chị. Cái chị giá cái lợn không là 70-80.000 rồi mà nó mua có 20.000. Người ta mua cái ở trong chứ đâu phải mua cái lợn. Bực thiệt chứ. Tại vì chỗ này đặt rồi của chú anh chị. Đặt bên đó đó ông ơi. Yeah. Ừ. Khu này khu hành chánh của Vĩnh Long nha cô chú anh chị nha. Đây nè, bên đây nè, miễn không là thấy ghê lắm. Bước không khéo rồi cũng mệt lắm. Vậy nè, nó mua 20.000. Nhát không? Muốn nhát không? Rồi thua rồi. Trời. Nó mua 20.000 cũng lỗ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi vậy không có luôn. Rồi để bây giờ mình sửa cái rồi lên mình cho cô chú anh chị xem cái số lương ngày hôm nay của hai anh em mình ha. Rồi cô chú anh chị ơi, xem cho cô chú anh xem cái số lương ngày hôm nay hai anh em mình ha. Kết thúc video ở đây luôn tại về nhà rất là xa. Đó. Không có xem được từ con lương nha, cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Tại hôm nay không có đồ đổ ra. 2kg không? Rưỡi còn 2,4 thôi, còn 2,3 2,3 này nó còn 2,3 của chú anh chị. Còn mình coi sao tiêu à, lúc nào cũng bị dưới màu kỳ quá, dưới màu dân Trà Vinh. Nhìn dân Trà Vinh nó có cái gì á, có ngải nữa, móc vô cái mỏ kìa, nó cột vô móc vô cái mỏ đó. Trời ơi. Dạ chắc tao chừng ký mấy gì cột xiết lại không cột trời. Trời ơi tại vì nó nói cái này nhẹ quá à, nó không có hậu cân. Cua rồi có 1,6 à, cái 7 à, còn cái rưỡi cái còn cái 6 này của anh chị. Cái túi của mình nó còn cái rưỡi không ơi, ở túi người ta có 100g mà. Rồi cô chú anh chị ơi, đi quay nó hết pin nè cô chú anh chị, mới 2 cục pin nè, nó bị hơi vắn đoạn nó. Rồi bây giờ thì hai anh em của mình thì thành quả được bao nhiêu đó cô chú anh chị ơi. Thì hôm nay thì cho cũng cho Tư Sơn Bắc á cũng xin kết thúc video luôn của chú anh chị ơi. Hẹn của chú anh chị những cái video tiếp theo nữa nha, chứ đặt gì đâu mà yếu quá trời à. Quá yếu rồi à. Nay về em tốn tiền cà phê nữa cô chú anh chị ơi. Cái lợp nó nè, cái lợp máy dở của chú anh chị nó đòi mua mình là 20.000 nó lỗ luôn rồi. Nghe chân chỗ đó im quá trời, tại mình hôm gọi mình đặt bên đó đó cô chú anh chị.
cạnh đó nó dính con lươn khoảng 3 lạng. Rồi bữa nay mình dời qua bên đây cũng không dính luôn. Bây giờ mình còn gần ở trên Vĩnh Long trên này nè. Rồi mình về nhà nó cũng hơi xa xôi, hơi trưa. Tại mình ở đây mình kết thúc video luôn. Để về nhà rồi cân này kia rồi nữa nó mất thời gian của chú anh chị. Còn làm mồi để ngày mai đặt tiếp tục nữa của chú anh chị. Rồi bây giờ Tư Săn Bắt cũng xin kết thúc video luôn của chú anh chị ơi. Hẹn của chú anh chị những cái video tiếp theo nữa nha. Rồi chào tạm biệt của chú anh chị nha. Chú anh chị xem thấy hay ủng hộ cho hai anh em một lượt đăng ký kênh nha. Để hai anh em có nhiều động lực đi xa rồi săn Hugo của chú anh chị coi ha. Rồi cảm ơn của chú anh chị. Chào tạm biệt của chú anh chị. Hẹn cô chú chị những clip sau nha.